Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của ship.vn. Video này mà các bạn cùng chúng tôi kiểm tra một kiện hàng của một vị khách đã nhờ ship.vn mua trên một website của Mỹ. Hôm nay kiện hàng nó đã về đến Việt Nam. Bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra kiện hàng. Trong quá trình kiểm tra thì ship.vn có quay lại cho bạn nào quan tâm tới cái sản phẩm này. Các bạn sẽ có được những cái video quay rất là thực tế. Đây là một số kênh thông tin của ship.vn. Video này mà bạn cùng ship.vn sẽ cùng kiểm tra một kiện hàng, một mẫu đồng hồ đến từ thương hiệu Tissot đã được ship.vn mua tại một seller uy tín ở Mỹ và vận chuyển đến văn phòng của ship.vn tại Mỹ ở bang Oregon. Mà dịch vụ UPS, nếu tiếng UPS họ nhận kiện hàng này, sau đó họ chuyển sang cho đơn vị vận chuyển USPS. Phía trên đây chính là số tracking của UPS và phía dưới đây sẽ là số tracking của USPS. Số tracking này sẽ luôn được ship.vn cập nhật qua email cho khách hàng khi khách hàng đặt mua trực tuyến trên website. Các bạn có thể copy số tracking này dán vào trang chủ của đơn vị vận chuyển để có thể theo dõi kiện hàng của mình. Kiện hàng này mất khoảng hơn 3 tuần để về đến Việt Nam và bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp để có thể kiểm tra mẫu sản phẩm bên trong, đồng thời cho các bạn có được những góc quay thực tế nhất về mẫu đồng hồ ngày hôm nay đến từ thương hiệu Tissot nhé. Và bên trong chúng ta sẽ có một mã QR có sản phẩm nè. Và đây là nhân vật chính của chúng ta, chiếc bóp dạng vuông. Phía dưới chúng ta sẽ có một cái lớp giấy đệm gói rất là đơn giản thôi để giảm chấn động trong quá trình vận chuyển. Chiếc bóp mới này thì được Tissot họ hoàn thiện dựa trên cái tiêu chí là bảo vệ môi trường, sử dụng 100% rác tái chế các bạn nha. Và đây không chỉ riêng Tissot mà đó là phương châm của rất là nhiều hãng trên thế giới hiện nay rồi. Đồng thời Tissot họ cũng đã loại bỏ đi hai cái cuốn sách rất là nặng trước đây là cuốn sách catalog của thương hiệu cũng như là lịch sử ra đời, cho chúng ta một chiếc bóp gọn nhẹ hơn rất là nhiều. Chiếc bóp vuông này thì được Tissot cho ra mắt lần đầu tiên từ dịp Giáng sinh năm ngoái với dạng bóp gip và trên bìa giấy màu trắng bên ngoài chúng ta cũng không còn thấy xuất hiện những cái logo của Tissot được thay đổi rất là nhiều lần qua các năm nữa. Một chiếc bóp rất là đơn giản thôi. Bên trong chiếc bóp chính thì chúng ta sẽ có tông màu đen rất là sang trọng với tên thương hiệu, logo và năm ra đời được đặt ở trung tâm như thế này. Và không để các bạn đợi lâu nữa, mình sẽ đi đến nhân vật chính của chúng ta nằm bên trong luôn nhé. Đây các bạn, đây chính là nhân vật chính của chúng ta được cố định ở phần trung tâm bóc như một món quà mà Tissot muốn gửi đến các bạn. Phía dưới chúng ta vẫn sẽ có một túi hút ẩm nè, một chiếc thẻ đến từ Tissot và sách hướng dẫn sử dụng rất là quen thuộc thôi. Còn chiếc đồng hồ thì chúng ta vẫn được bảo quản rất là kỹ lưỡng bên trong cái lớp ni lông như thế này. Đây các bạn, thậm chí nó là cái túi ni lông các bạn, rất là kỹ nha. Mình sẽ mở ra, đeo vào tay thì nó hơi trơn một chút xíu. Này các bạn, rất là đẹp luôn, mới 100%. Mình sẽ cố gắng mình mở cái lớp siêu bên ngoài ra nhé, cho các bạn có được những cái góc quay nó thực tế nhất trên sản phẩm đồng hồ nữ ngày hôm nay. Đây, mình đeo vào tay nó hơi dính, hơi khó mở một chút xíu. Mình mở được rồi. Này các bạn, mọi quấn siêu rất là kỹ luôn. Mở ra nhé. Và đây nhân vật chính của chúng ta rất là đẹp. Mình sẽ đóng núm lại cho chiếc đồng hồ bắt đầu hoạt động nè. Và đây là phần tác của sản phẩm. Mẫu này trên tay mình sẽ có tên đầy đủ là Tissot Cushion hoặc Lady Watch, một mẫu đồng hồ sử dụng pin dành cho nữ giới đến từ bộ sưu tập Cushion của Tissot, một bộ sưu tập cũng rất là nổi tiếng của thương hiệu. Và trên tác thì chúng ta sẽ thấy mã sản phẩm chi tiết cho mẫu này sẽ là T085 .210.36.012.00. Mã sản phẩm này mình có để dưới tên video cũng như là đường link truy cập sản phẩm này phía dưới phần nội dung. Các bạn có thể dễ dàng truy cập vào và sở hữu cho mình chiếc đồng hồ này với mức giá cực kỳ ưu đãi tại eShip.vn nha. Và trên tác là chúng ta sẽ có thêm những cái thông tin khác rất là quan trọng như là số series sản phẩm này các bạn. Đây giống như một cái mã định danh cho mỗi chiếc đồng hồ Tissot vậy, sẽ không mẫu nào giống mẫu nào. Và phía trên đây là những cái thông tin chi tiết hơn như là steel PVD, có nghĩa là vật liệu thép không gỉ được mạ PVD như các bạn có thấy nè. Đây chính là cái phần khung vỏ này các bạn. Và khả năng kháng nước sẽ là 33, tức là 30m nha. Sử dụng của máy pin, quạt nè. Và sau cùng là chữ S, có nghĩa là mặt kính sapphire. Phía sau tác là chúng ta sẽ thấy một cái tem bán hàng của nhà phân phối thôi, rất là đơn giản. Rồi đi đến nhân vật chính của chúng ta. Về đường kính trên mẫu sản phẩm này sẽ là 28.5 x 29.5mm. Một cái hình nó hơi oval một chút xíu nha các bạn. Độ dày cho mẫu này sẽ là 8.2mm mà thôi. Một cái độ dày cũng tương đối trung bình dành cho nữ. Về phần mặt kính thì chúng ta sẽ được sử dụng kính sapphire, mang lại cho đồng hồ khác khả năng chống va đập cao. Mặt số và khả năng hiển thị thì vượt trội hơn nhờ độ trong suốt của sapphire. Và bởi vì nó là vật liệu cứng nhất sau kim cương, cho nên nó thường được sử dụng trên những chiếc đồng hồ cao cấp với khả năng chống xước tuyệt vời nhất. Ở đây là mình nói là tuyệt vời nhất chứ không phải là tuyệt đối các bạn nhé. Có một số trường hợp đặc thù thì kính sapphire vẫn có thể xảy ra trầy xước. Về phần mặt số bên trong, chúng ta sẽ có mặt số màu trắng rất là thuần khiết. Đây là một trong những cái tông màu rất là được
yêu chuộng bởi vì cái sự an toàn của nó. Thứ nhất là tông màu trắng này rất là dễ kết hợp với nhiều kiểu trang phục khác nhau, cũng như là sử dụng được trong mọi dịp mà vẫn giữ được cái nét thanh lịch sang trọng cho mẫu đồng hồ. Về phần cọc số, chúng ta sẽ có cọc số Arabic với những cái phông chữ rất là sắc nét như thế này. Riêng cọc số 3 giờ sẽ được thay thế hoàn toàn bởi ô cửa sổ lịch ngày với nền màu trắng và chữ số màu đen, cũng tương đối là dễ đọc. Về tên thương hiệu như năm ra đời vẫn được đặt ở góc 12 giờ, đây là góc đẹp nhất của mẫu đồng hồ. Và phía dưới góc 6 giờ chúng ta vẫn sẽ có dòng chữ Swissmade khẳng định chất lượng đến từ thương hiệu Tissot. Để gắn được cái dòng chữ Swissmade này, các bạn nên biết rằng đồng hồ chúng ta phải có trên 60% chi phí sản xuất, lắp ráp và kiểm định ngay tại Thụy Sĩ nhé, thì mới có thể gắn được cái dòng chữ này. Bộ kim chúng ta vẫn được trang bị đầy đủ 3 kim chức năng chính là giờ, phút và giây, thiết kế với dạng cổ điển Delphi, và trên phần bộ kim chúng ta đều sẽ được mạ một cái lớp PVD màu vàng hồng rất là sang trọng. Và nói với tông mạ PVD này thì các bạn thấy nha, trên toàn bộ phần khung vỏ này chúng ta đều sẽ có tông màu này. Và vật liệu hoàn thiện nên khung vỏ cũng như là viền benzen, đây chính là thép không gỉ 316L, một loại thép chuyên dụng để sản xuất đồng hồ, và nó có tính chất chống ăn mòn tổng thể tốt hơn trong môi trường nước biển, ngoài là các chất lỏng có tính axit như mồ hôi. Ở bên cạnh đó thì thép 316L cũng chống lại được một số cái đặc tính từ tính, tuy nhiên thì khả năng đó nó chỉ quan trọng trên các mẫu đồng hồ cơ khí thôi nha các bạn. Đối với các mẫu sử dụng pin như thế này thì chúng ta cũng không quá quan tâm tới cái vấn đề này. Về phần núm vặn chính thì mình thấy là nó thiết kế cũng khá là lớn nha các bạn. Đây, chúng ta sẽ có một chiếc núm vặn khá là lớn và nổi bật như thế này. Logo chữ T vẫn xuất hiện trên mặt núm rất là lớn và cũng như là cực kỳ sắc nét, tăng thêm cái độ nhận diện thương hiệu cho mẫu đồng hồ của chúng ta. Về thiết kế dây đeo, chúng ta sẽ có thiết kế dây đeo da, đây là da bò dập vân cá sấu và một lớp phủ bóng tạo thêm cái sự nổi bật cho sản phẩm. Chế tác đánh bóng thì cũng được sử dụng trên toàn bộ phần khung vỏ này và benzen, và cũng như là phần dây đeo chúng ta sẽ có một cái lớp phủ bóng như thế này, nó tạo nên cái sự bóng bẩy nè, sang trọng hơn cũng như là cuốn hút hơn với những cái hiệu ứng ánh sáng nó chạy xung quanh những cái chế tác đánh bóng này khi chúng ta di chuyển cổ tay ở các góc nhìn, thu hút được rất là nhiều ánh nhìn xung quanh. Đây là điều mà chị em phụ nữ sẽ cực kỳ yêu thích luôn. Và dây đeo da ở đây chúng ta sẽ có tông màu nâu nha các bạn, với phần dập vân cá sấu tạo thêm cái nét cổ điển cho mẫu đồng hồ. Phần khóa chúng ta sẽ được sử dụng khóa gài tiêu chuẩn của Tissot. Trên mặt khóa chúng ta vẫn sẽ có tên thương hiệu Tissot như các bạn thấy nè, được khắc rất là sắc nét luôn. Phía sau dây chúng ta sẽ có những cái thông tin như mã dây, và size dây, chiều dài dây, tên thương hiệu, năm ra đời. Đây, mình rất là thích điều này ở Tissot, họ cung cấp rất là đầy đủ những cái thông tin về sản phẩm của mình. Và trên mặt đáy chúng ta sẽ có những cái thông tin rất là quen thuộc như nãy giờ mình chia sẻ với các bạn nha. Đầu tiên ở trên đây chúng ta sẽ có tên thương hiệu Tissot, tuy nhiên thì cái phần siêu đáy đã che mất rồi. Và chúng ta sẽ có vật liệu hoàn thiện là stainless steel nè. Khả năng kháng nước sẽ là 33, tức là 30m. Sử dụng kính sapphire, số series cũng được khắc laser. Phần mặt đáy lục chính ký tự này các bạn nha. Rồi, nhắc một chút xíu trong quá trình sử dụng thì lỗi vào nước là một trong những cái lỗi thường gặp nhất, chủ yếu là do thói quen sử dụng hàng ngày của chúng ta dẫn tới việc đồng hồ bị vào nước. Thì các bạn lưu ý kỹ giúp mình hai cái trường hợp thường xuyên xảy ra nhất. Là thứ nhất là khi đồng hồ chúng ta đã tiếp xúc với nước rồi thì các bạn khi đó tuyệt đối không thao tác bất kỳ điều gì với phần núm vặn nha. Chúng ta sẽ không sử dụng núm vặn trong khi đồng hồ đang ướt. Thứ hai là khi mà các bạn rửa tay, tuyệt đối không rửa tay dưới cái vòi nước trực tiếp và để nước nó xối thẳng vào trong cái phần núm vặn chính này, rất là nguy hiểm luôn. Áp suất nước sẽ rất là lớn, lớn hơn cái miếng ron cao su bên trong. Cho nên là nó khó chịu được áp lực nước đang chảy như thế, cho nên áp lực đó sẽ đẩy nước vào bên trong máy của chúng ta, gây hư hỏng. Chi phí bảo dưỡng bảo trì cho trường hợp vào nước của các mẫu đồng hồ như thế này thì nó rất là cao, nên các bạn lưu ý kỹ để thứ nhất chúng ta đảm bảo được cái sự bền bỉ, độ tin cậy đến từ cỗ máy bên trong, và thứ hai là tiết kiệm chi phí cho chính bản thân mình. Cái điều đó mới là quan trọng nhất nha. Và qua cái góc quay các bạn thấy đó, sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay vẫn còn mới 100%, không hề có dấu hiệu cấn móp hay trầy xước phía trên phần khung vỏ nè, mặt kính cũng như là dây đeo, tất cả các chi tiết đều còn rất là hoàn hảo, mới 100%. Các bạn, mình sẽ quay lại một lần nữa nha, tất cả chi tiết đều rất là hoàn hảo luôn, mới nguyên siêu 100%. Và đó cũng là những cái góc quay thực tế nhất về mẫu đồng hồ ngày hôm nay, cũng như là những cái chia sẻ của eShip.vn. Nếu như bạn nào đang quan tâm đến các mẫu đồng hồ Tissot nói chung, cũng như là mẫu Tissot Cushion ngày hôm nay nói riêng. Hiện tại tại eShip.vn thì đang có rất nhiều mẫu mã sản phẩm với nhiều kiểu dáng, màu sắc và giá thành khác nhau đến từ rất nhiều thương hiệu. Đến eShip.vn các bạn có thể hoàn toàn yên tâm, các sản phẩm sẽ luôn là hàng chính hãng với nguồn gốc rõ ràng, và cam kết các sản phẩm tại eShip.vn sẽ luôn có giá thành cạnh tranh so với thị trường. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.